Thế à, mẹ thấy con chó này nó đang ít sữa, mày về mày thử xem nó như thế nào đi. Ok, con về ngay đây. Con này ít sữa thật rồi mẹ ạ. Để con đi mua sữa. Ừ thì con đi ra mua cho mẹ một hộp sữa nhá. 2 hours later. Ý sữa đây mẹ ơi, 100% bò nguyên chất. Sao mẹ lại ngồi? Mày ngu lắm con ạ. Để tao giải thích cho mày biết vì sao mày ngu, mày nghe chưa con? Sữa chứ là thành phần cho chó không thể tiêu hóa được. Nếu mà sử dụng ở lực lớn, chó có thể bị xì hơi, nôn, đau bụng, rồi là tiêu chảy. Lượng chất béo nó cao, nếu sử dụng thường xuyên sẽ bị gây nên viêm tụy. Vậy nên là không cho chó uống sữa bò.